Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái loại cây dược liệu. Chắc là nhiều bạn chưa biết đến cây này. Đây là cây thiên môn đông giống. Cây ở trong bầu một túi thế này là 50 cây. Rễ đây này, rễ ra trắng ổn định rồi nhé các bạn nhé. Bầu thì hơi ẩm cho nên là mình cũng không bỏ ra nữa, bởi vì nó rất là bẩn. Chiều cao của cây giống thì cây cao tầm khoảng 20cm rồi. Cây ra rễ trắng, ổn định, khỏe mạnh, sạch bệnh và đã đủ tiêu chuẩn đưa ra ngoài đồng ruộng. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu về công dụng và giới thiệu về cây cho các bạn nắm được. Cái tên thiên môn đông thì cũng được xuất phát từ công dụng của nó, chính là làm trẻ hóa cơ quan sinh sản của phụ nữ, đặc biệt là những cái phụ nữ tuổi trung niên và cao tuổi, giúp họ thích ứng và đi qua các cái giai đoạn lão hóa, thời kỳ tiền mãn kinh dễ dàng hơn. Tức là cây này là loài cây dược liệu thích hợp với chị em phụ nữ chúng mình. Và cây thiên môn đông làm được trồng phổ biến ở Ấn Độ và Himalaya, Nepal, Australia. Tại Ấn Độ thì thiên môn được tìm thấy ở các cái vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới trong dãy Himalaya, có độ cao từ khoảng 1.000 đến 1.500 mét. Cây thiên môn thì là một cái loài cây dây leo, thân thảo và thân sẽ dài từ khoảng 1 đến 2 mét. Lá của cây thiên môn thì chùm nhỏ hình kim, giống như là lá thông, và lá có màu xanh đồng đều và sáng bóng. Hoa của nó sẽ có màu trắng, nó sẽ nở vào khoảng tháng 7, sau đó thì sẽ kết quả, và quả của nó thì có dạng hình cầu, quả mọng, khi chín thì có màu đỏ hoặc là màu tím đen. Rễ của thiên môn thì ăn sâu trong sỏi đất đá ở độ cao khoảng 1.000 đến 1.500 mét. Nó là một cái dạng rễ củ, cây lâu năm, có rễ tạo thành bó. Và mỗi củ rễ của thiên môn thì chùm dài khoảng 15 đến 20cm, đường kính rơi vào tầm khoảng 1,3 đến 1,5cm. Bên ngoài rễ thì được bao phủ bởi một lớp vỏ mỏng màu nâu nhạt, gần giống như vỏ khoai tây ạ. Và rễ chính là bộ phận chính được sử dụng trong làm đẹp và tăng cường nội tiết tố nữ ở phụ nữ. Thiên môn thì chứa khoảng 50 hoạt chất tự nhiên, được chia thành nhiều nhóm khác nhau, từ dưỡng chất thông thường cho tới các cái khoáng chất này, vitamin, đến những cái nhóm chất có tác dụng dược lý như saponin này và flavon, với nhiều công dụng khác nhau. Các bạn nào có nhu cầu mua cây giống thiên môn đông thì vui lòng liên hệ đến trung tâm giống cây trồng công nghệ cao, nhà vườn Đạt Nhung có địa chỉ tại khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ để được tư vấn và mua giống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.